Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục công đoàn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân nữa lại về. Dù trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, thế nhưng những ngày giáp Tết, hình ảnh các đoàn viên công đoàn và người lao động ở các đơn vị như Trung tâm Công viên Cây Xanh, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Huế cùng tất cả đoàn viên người lao động thuộc các tổ chức công đoàn tất bật cùng nhau tạo nên một diện mạo thành phố Huế tràn ngập sắc xuân. Thấu hiểu sự vất vả đó, với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, trong những ngày giáp Tết, Liên đoàn Lao động thành phố Huế đã tổ chức chương trình Tết sum vầy, xuân bình an với những hoạt động thiết thực nhằm đem lại một cái Tết ấm cúng cho đoàn viên và người lao động. Huế những ngày cuối năm, trong khi mọi người, mọi nhà đang tất bật rộn ràng với công việc chuẩn bị đón năm mới, thì trên các tuyến đường, các công viên, những khu vực vui chơi giải trí công cộng, các đoàn viên, người lao động của Trung tâm Công viên Cây Xanh và Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Huế đang tất bật với công việc dọn dẹp vệ sinh, cũng như trang trí và chăm sóc hoa kiểng. Tất cả đang cùng nhau tạo nên một diện mạo tràn ngập sắc xuân cho thành phố Huế. Thời điểm này có rất nhiều hoạt động chào đón năm mới diễn ra, lượng người tập trung tại các khu vực vui chơi giải trí công cộng nhiều hơn. Chính vì vậy đòi hỏi phải luôn có sự túc trực thường xuyên của đoàn viên và người lao động của các đơn vị này để đảm bảo vấn đề vệ sinh cũng như mỹ quan đô thị cho thành phố Huế. Chính vì vậy, sự vất vả mệt nhọc và khối lượng công việc là lớn hơn so với ngày thường. Thấu hiểu được sự khó khăn và vất vả của đoàn viên và người lao động trong thời điểm cận kề Tết, các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động thuộc các tổ chức công đoàn trực thuộc luôn được Liên đoàn Lao động tỉnh và thành phố đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm, để đảm bảo sự an toàn và tiết kiệm thời gian cho các đoàn viên và người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Huế đã có cách làm hay, đó là thành lập các đội tình nguyện viên công đoàn với mục đích tạo nên không khí gần gũi, tình cảm sẻ chia những khó khăn trong công việc, cùng nhau đem lại một cái Tết đầm ấm cho đoàn viên và người lao động. Các đoàn viên công đoàn đến từ các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế đã tình nguyện làm cầu nối để chuyển đến tận tay các đồng nghiệp của mình những phần quà ý nghĩa với mong muốn mọi người vượt qua mọi khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống để đón Tết cổ truyền bình an và hạnh phúc. Thấy mấy người công nhân là làm việc là rất cực khổ, mình phải giúp đỡ cho mọi người. Mình phải phát quà cho họ những hoàn cảnh, những khó khăn. Trong những cái tình hình dịch bệnh COVID-19 trong hiện nay, mình cảm thấy rất là vui vì mình đã góp được một cái phần công sức nhỏ bé của mình nhằm đồng viên tinh thần những cái người dân lao động, mặc dù là trong tình hình dịch bệnh COVID đang diễn biến rất là phức tạp, nhưng mà họ cũng phải cố gắng để làm việc để mà đảm bảo nhu cầu cuộc sống. Thì đây là cũng là một món quà tuy là nhỏ nhưng mà cũng có ý nghĩa tinh thần đồng viên và án ủi phần nào đối với họ. Từ sáng sớm, các tình nguyện viên đã có mặt tại Liên đoàn Lao động thành phố Huế dùng xe máy để tỏa đi cả hướng. Trên xe chở những túi quà Tết đến trao tận tay người lao động là cả công nhân của Trung tâm Công viên Cây Xanh Huế, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị thành phố Huế, có cuộc sống khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Mỗi phần quà gồm 5kg gạo, dầu ăn, nước mắm, xì dầu, đường, bột nêm, mứt gừng và khẩu trang, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cùng 200.000 đồng tiền mặt. Nhiều công nhân lao động bất ngờ và xúc động khi nhận món quà Tết do các tình nguyện viên công đoàn từ chương trình Hành trình yêu thương của Liên đoàn Lao động thành phố Huế trao tặng tận tay trong giờ giải lao. Trân trọng cảm ơn Liên đoàn Lao động và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã quan tâm cho đời sống anh em công nhân trong thời gian anh em cũng bị dịch, bị cách ly ở nhà. Đến bây giờ là anh em công nhân đi làm thì cấp trên Liên đoàn Lao động và Mặt trận đã quan tâm tặng quà, thì chúng tôi cũng rất là xin trân trọng cảm ơn. Chỉ có là lo sợ thôi, đi ra giờ chơi dịch bệnh á, tăng lan rồi cho nên đi làm thì có sợ. Nhận được phần quà thì rất là vui mừng, cảm ơn ban lãnh đạo của Liên đoàn Lao động. Với cái chủ đề Tết sum vầy, xuân bình an thì tất cả các cái đoàn viên đều có Tết. Cho nên với cái chủ trương chỉ đạo từ tổng và tỉnh Liên đoàn Lao động thành phố cùng tổ chức thực hiện, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tổ chức đại diện cho 20 suất quà trao tại địa bàn của thành phố, và tổng số suất quà được hỗ trợ từ nguồn lao động tỉnh là 95 suất, mỗi suất là trị giá 1 triệu đồng. Hoạt động đầu tiên do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức đó là cái chương trình đem các phần quà kết nối
và đem cái hành trình yêu thương đưa đến tại các cái địa bàn, các cái cơ quan đơn vị có công nhân lao động trực tiếp và đang thực hiện cái việc sản xuất và làm việc. Không chỉ dừng lại ở góc độ là chúng tôi đưa đến các phần quà và thăm công nhân lao động, mà cái mục đích quan trọng nhất đó là chúng tôi đến với họ trong những cái giờ tan ca, những cái giờ là họ nghỉ ngơi, để cùng tham gia phối hợp với lãnh đạo địa phương, đơn vị thực hiện tốt cái chương trình này, là không ảnh hưởng cái thời gian giờ giấc làm việc của công nhân lao động. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch và tạo thuận lợi hơn cho đoàn viên ở các địa điểm xa trung tâm thành phố, Tết năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố không tổ chức phiên chợ công đoàn như năm trước. Thay vào đó, các phần quà sẽ được tình nguyện viên công đoàn gói ghém cẩn thận và mang đến trao tận nơi làm việc của người lao động. Một số đoàn viên người lao động khó khăn đang điều trị F0 hoặc đang cách ly, tình nguyện viên sẽ chuyển qua về tận nhà. Hy vọng mọi đoàn viên đều đón Tết sum vầy bình an. Là một quà nhỏ nhưng mà ý nghĩa cho gia đình. Cảm ơn Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố, cảm ơn các quý vị khách cũng như là của Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng cho một quà rất là ý nghĩa. Sau các cái hoạt động đó thì tất cả những cái phần quà, gần 500 suất quà chúng tôi sẽ chuyển đến tầng người lao động, công nhân lao động, đoàn viên cũng như những là trường hợp gặp khó khăn, có những cái hoàn cảnh mà yếu thế cũng như là các cái tập thể mà có những cái đóng góp. Bên cạnh những cái cá nhân thì chúng tôi cũng thăm những cái tập thể có những cái đóng góp cho cái hoạt động của công đoàn. Và một cái điểm cuối cùng là chúng tôi cùng phối hợp với các đơn vị để thăm các cái tuyến đầu chống dịch, và nhất là các cái địa bàn, các phường hiện nay đang căng mình để thực hiện công tác phòng chống dịch, nhất là trong những ngày Tết và những ngày giáp Tết. Nằm trong hoạt động Tết sum vầy xuân bình an, ngoài 95 suất quà Tết cho Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động thuộc Liên đoàn Lao động thành phố, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Đợt này, từ nguồn vận động xã hội hóa, Liên đoàn Lao động thành phố Huế sẽ trao thêm 500 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Kinh phí này từ nguồn quỹ Ngày vì người nghèo thành phố và được Liên đoàn Lao động thành phố vận động từ các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn. Chương mục công đoàn kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.